các bạn đến với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái thị trấn ở Đại Ngãi, huyện Long Phú. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi vào thị trấn Đại Ngãi để xem phong cảnh ở đây. Bây giờ các bạn cùng mình trải nghiệm ở đây nghe nhé. Ở đây là mình ở trên cái đoạn đường từ thành phố Sóc Trăng đi ra thị trấn Đại Ngãi các bạn. Trời vừa là mưa vừa tạnh các bạn, cho nên lộ nó giờ còn ướt. Lúc này là vô cái tháng mùa mưa các bạn, cho nên mình đi vào buổi chiều thì hay gặp tình trạng mưa. Thì nãy mình đi trên đường thì có đã mưa, đã qua rồi, bây giờ mình đến đây thì mưa đã tạnh. Phía trước mình thì cái đoạn đường Nam Sông Hậu nó là đi ngang đây luôn các bạn, ở Đại Ngãi một hướng các bạn đi về thị xã Vĩnh Châu và một hướng các bạn đi lên phố Cần Thơ các bạn về Bình Hiệp Thơ. Đây là cái lộ người ta mới mở sau này, là cái hướng này là Nam Sông Hậu ngay cái bột bình các bạn. Đây là cái bột bình của thị trấn Đại Ngãi. Các bạn nhìn thấy cái hướng này là đi về Vĩnh Châu của bạn, Vĩnh Ba, Bảy Gia, Trần Đề. Còn các bạn đi thẳng thì các bạn sẽ là vào thị trấn Đại Ngãi. Các bạn quẹo bên tay phải thì các bạn đi bên tay trái, các bạn sẽ đi về hướng Ba của Trà Vinh. Khi mình đi buông xuống hướng nơi đây cũng rất là xôn xao các bạn. Nay thì trời còn âm u các bạn, mưa vừa dứt thì trời cũng mới có sáng, hơi mờ còn âm u này. Trước là cái chợ nhà thờ đó. Các bạn nhìn xa xa là thấy cái thị trấn Đại Ngãi xuất hiện. Đây. Còn cái chuông này là cái dạng chuông trung tâm các bạn. Mình sẽ quẹo đi ở hướng này, chạy vào một bên, chạy vào một bên cái chuông chùa.
đường ở trong này hơi bị khó đi các bạn, nó ổn gà rất nhiều. Tới cùng chỗ chợ luôn các bạn. Bây giờ vòng vòng ở trong thị trấn của Đại Hải. Phía trước thì đang ngã ba các bạn, quẹo tay phải vào chợ và kéo về xuống tới mấy cái đường từ ở đây một hẻm các bạn, có sự thấy là ở phía chùa và ở dưới đó luôn. Phía trước này thì đường nó đi vòng vòng chẳng thì chẳng các bạn nhìn thấy. Các bạn nhìn thấy bên tay phải mình là cái chợ các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bên tay trái. Sẽ đi bên tay trái. Đi xuống cái hướng này. Cái hướng này thì đến mùa tháng 7 các bạn, ở này thì người ta có cúng cái lễ thí vàng của lễ cô hồn rất là vui. Ta sẽ dựng vàng cái du lịch này dài vô tới ở trong chùa bà luôn các bạn. Chùa Thiên Hậu của mình là khu vực này rất là vui tới tháng 7. Cái này là mình dạo vòng ở trong thị trấn của Đại Ngại các bạn, huyện Long Phú. Các bạn nhìn thấy phía trước mình có cái cổng đó các bạn, giờ có chùa bà các bạn, thì mình cũng có đi vào trong chùa bà, mình sẽ đi ở ngoài để đứng ở trong đó mình sẽ đi sâu vào các cổng chùa. Đến khi tháng 7 thì chỗ chùa này người ta có thí vàng, ta có tổ chức thí tại khu vực này luôn nha các bạn. Trên đường này mình đang đi nè các bạn, thí dài ở trong con đường này rất là đông, ta họp lại mình ngang người để mà và lễ dựng vàng. Hôm nay thì mình cùng các bạn dạo ở thị trấn này, dọc trong cái khu này xem phong cảnh thị trấn như thế nào. Rồi xong mình hôm nay đến đây xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và một buổi tốt.
tối xem phim giải trí. Thật là vui vẻ. Chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp của Sống Lưng Tây. Bye bye và hẹn gặp lại lần sau.